Quả còi này, nhớ quả còi này có chế được vào gì không em? Có chế được vào xe không? Xe gì anh? Xe anh em chạy ngoài đường hết mà để bóp không? Có làm chế. À vâng, chỉ có xe mình thôi được không? Nhìn quả còi yêu thật, nhưng mà phải nói đúng là đồ Tây thế nào đấy em nhỉ? Đúng là Tây của các 35 mà nó vẫn chất. Bóp nghe đã không em? Em bóp thử thế nào? Đấy, anh em theo dõi cái video này của mình, em trai bóp còi nhá. Đấy, hôm nay thì mình đang quay cho em, các bạn xem chiếc xe của em đi này. Đấy, cái này thì là có 2-3 cái video trong cái kênh của mình đó. mỗi lần bóp là có ở đây như này thôi em. Thế còn con bên kia kia là còi à. Các bạn đang ngắm qua còi em trai rất hay nha, lạ cực luôn các bạn ạ. Phê đấy. Nhưng mà cái tiếng con này nghe hay hơn em nhỉ? Vâng, còi gió. Con này gọi là còi gió à? Gió. Siêu tầm luôn này, bắt bao nhiêu tiền không? Đấy. Đấy các bạn nhá, đây là đôi còi này các bạn này, đây gọi là còi gió này anh em này. Con này chạy bằng điện anh em nhá. Đấy. Thái Lan này chơi này. À đấy, còi gió anh em nhá. Còi này rất là lạ luôn. Đây là lần đầu tiên mình cũng nhìn thấy còi này các bạn ạ. Đấy, giờ mình sẽ bóp lại cho các bạn nghe nhá. Rất là hay luôn. Chắc là chiếc xe này là chiếc xe độc nhất vô nhị ở Việt Nam và ngoài Bắc có cái còi gió này anh em nhá. Chỗ này cái này không có thứ hai đâu các bạn. Mình yên tâm, chắc chắn là mình không có nghe thì lại đây bóp lại anh nghe này. Em ơi, ở đâu nhỉ? Đây. Dưới cái số luôn. Đấy. Đây à? Đây cái trên này luôn này. À đây à? Ấn chỗ này cần số luôn. Này. À đây à? À em chỉ đây gì? À rồi đây các bạn nha, chỉ đây các bạn này. Con này là nó lấy gió em. Gió chắc con này chỉ có số 1 không có số 2 thôi nhỉ em nhỉ. Lạ thật đấy các bạn ạ. Còi. Nhưng mà anh bảo là cái chơi bằng điện nhỉ? Điện. Đấy các bạn nhá, điện 24 nhá. Anh em nào mà thích lạ mà chơi siêu tầm được con còi này thì quá độc các bạn ạ. Hai quả còi quá độc luôn. Em trai có nhiều đồ độc lắm các bạn ạ. Bạn ấy hay siêu tầm lắm. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, biển số bạn đóng vuông này. À bao giờ anh em nhìn thấy cái biển số vuông này ngoài đời cho các bạn. Đó, ok. Giờ mình sẽ làm mấy cái bài hôm nay cho anh em. Vừa rồi quay đầu xe rồi quay cho em biết anh em biết xe em bấm qua nhá. Đó, em ý thì thích là Elok, bạn ấy rất thích Elok luôn, có nghe phủ kín cho xe của Elok luôn ạ. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn nhìn qua chiếc xe của em ý bon trên đường nhá. Nói cho các bạn là các bạn nhìn cái xe của em ý ngoài đời thì nó không khác gì một cái mô hình đồ chơi trẻ con ấy, mà các bạn nhìn thấy những cái chiếc xe mà như kiểu như là đồ chơi yêu luôn các bạn, yêu luôn nhá. Em trai thì là trên Bắc Giang anh em nhá. Anh em nào mà có cứu hộ ở dọc cái đường này hoặc là trên Bắc Giang thì cứ gọi điện cho bạn ấy nhá. Bạn ấy cũng là một trong những người rất là yêu xe và cực kỳ là trân trọng anh em luôn. Có gì cảm ơn em trai rất là nhiều nhá. Bây giờ anh em nhớ ủng hộ mình phụ tùng ô tô nhá thì yêu mình, còn các bạn mà muốn bị hỏng hóc trên xe cộ trên đường thì anh em liên hệ em đi, em cũng là thành viên câu lạc bộ chuyên xe. Đây ra là cũng rất là yêu anh em và tạo điều kiện cho anh em luôn, thì tất cả mỗi người mỗi nghề mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn em trai nhá.